Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với trường Nhân ngữ Hoa Sen và hôm nay chúng ta sẽ học một mẫu ngữ pháp mới trong chương trình N5. Và để biết mẫu ngữ pháp đó là gì thì xin mời các bạn hãy quan sát bức tranh sau đây. Ở Nhật thì trước khi đi ngủ người ta sẽ nói là Oyasu Minasai, đúng không các bạn? Thì mình sẽ có một câu là Neru mae ni Oyasu Minasai to imasu. Trước khi đi ngủ thì mình nói là Oyasu Minasai. Rồi, đến với trường hợp tiếp theo nha. Ở đây thì mình có thể thấy là cô bạn này được bạn cùng lớp tỏ tình đúng không? Và cô bạn này hôm sau kể lại với cô bạn mình rằng Kare wa watashi no koto ga suki da to imashita. À, anh ấy thì đã nói là anh ấy thích tôi. Vậy thì mẫu ngữ pháp hôm nay chúng ta sẽ học là to imashita hoặc to imashita. Và đứng trước to imashita thì sẽ là thể thông thường. Ý nghĩa của mẫu ngữ pháp này là ai đó đã nói rằng, ai đó nói rằng. Dùng để trích dẫn lại nội dung của một câu nói và có hai cách trích dẫn là trích dẫn trực tiếp hay gián tiếp. Và mình đi đến phần luyện tập nha các bạn. Rồi, ở Nhật trước khi ăn người ta sẽ nói câu Itadakimasu. Vậy thì câu này nói bằng tiếng Nhật thì sẽ là Sokuji suru mae ni itadakimasu to imasu. Trước khi ăn thì nói là Itadakimasu. Rồi, sau khi về nhà thì mình sẽ nói là Tadaima. Rồi, tiếng Nhật thì sẽ là Kaetta toki tadaima to imasu. Sau khi về nhà thì nói là Tadaima. Rồi, nhà thiên văn học Galileo thì đã có câu là Chikyu wa ugokimasu. Vậy thì mình trích dẫn lại câu nói của nhà thiên văn học thì mình sẽ nói là Galileo wa Chikyu wa ugoku to imashita. Galileo thì đã nói trái đất chuyển động. Ở ví dụ này thì cô bạn này đang nói chuyện với bạn của mình đúng không nào? Và cô ấy nói là tuần sau cô ấy sẽ đi công tác Tokyo. Để trích dẫn lại lời nói của cô ấy thì mình sẽ nói là Onnano hito wa raishu Tokyo e sucho suru to imashita. Người phụ nữ thì đã nói tuần sau thì sẽ đi công tác ở Tokyo. Và bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới. Đội ngũ giáo viên trường Nhân ngữ Hoa Sen sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Minasan, sayonara.